Một tuần mới xin gặp lại các bạn. Hy vọng các bạn có một mùa Giáng sinh à, an lành và một năm mới nhiều niềm vui. À, thì chúng ta trở lại với clip của những cái clip của năm 2024. Thì hôm nay chúng ta cho, mình sẽ gửi tới các bạn cái clip đầu tiên của một năm của năm 2024 Đó là chúng ta nhìn lại Mỹ kinh tế năm 2023 và năm nay là năm 2024 để coi coi cái chứng chuyện gì đã xảy ra à, sẽ xảy ra trong những năm tháng tới. Thì khi chúng ta nhìn lại năm 2023 đó thì S&P tăng được là khoảng là 24%. Nasdaq tăng lên được là khoảng 43%, Nasdaq tăng nhiều. Tại vì Nasdaq là đa số những cái technology company trong đó thì đa số nó là vậy. Như vậy thì nó tăng khá nhiều là lên khoảng 43%. Dow Jones tăng lên được khoảng là gì? Là khoảng 14%. Dow Jones là đa số những cái industrial Line, Là những cái hãng xưởng lớn thì thường thường nó không tăng trưởng nhiều. Và nó cũng sẽ không đi xuống nhiều. Thì chúng ta nhìn lại năm 2023 đó Thì mọi thứ đều tăng lên cả Có nghĩa là chứng khoán và mọi thứ đều tăng ngoài kia Có nghĩa là mọi ra số những người bên ngoài kia Những người trong có quỹ Roth IRA, IOA, Traditional IRA Hoặc là những cái 401k Hoặc là những người mà đầu tư của năm 2023 Đa số chúng ta đều vui vẻ Tại vì chúng ta đã kiếm được một mớ lợi nhuận nào đó Trong vòng 2023 Nhưng mà chúng ta lật ngược lại của năm 2021 Năm 2021 lúc đó đỉnh điểm của năm 2021 thì không khác thế nào đỉnh điểm của năm 2023. Khi khi mà chúng ta hiểu được vấn đề đó thì chúng ta hiểu một vấn đề ở một cái rõ ràng là như thế này đây. Ví dụ như chúng ta có 100 đồng. 100 đồng mà nó xuống 50 đồng á, 100 đồng mà còn lại 50 đồng thì nó xuống là gì? Nó xuống khoảng 50%. Nhưng mà để cái 50 đồng đó nó trở ngược lại thành 100 đồng đó, thì phải tăng lên là gì? Phải tăng lên 100%. Cái này nó rất là... Nó nhiều khi chúng ta hay quên lắm. Nhiều khi chúng ta thấy cái năm này chúng ta xuống tới 50% mà năm tới nó lên 50% nhưng mà chúng ta vẫn lỗ tại vì 100 đồng xuống 50% là chúng ta chỉ còn là gì? Là 50 đồng. Mà 50 đồng mà lên mà lên lại được ham lên lại được 50% thì chỉ có là gì chỉ có 25 đồng ý là trở lại mới 75 đồng là chúng ta vẫn lỗ là gì là vẫn lỗ là 25 đồng vì thế lẽ đó vì lý lẽ đó Năm 2021 cho tới năm 2023 Là trong vòng 2 năm trời vừa qua Thì thị trường chứng khoán Mỹ thực sự Cũng không lên mà cũng trả xuống Có nghĩa là nó đi Độ đồng Có nghĩa là năm 2021 lên đến đỉnh điểm Năm 2018 xuống khoảng là 18-19% Năm 2023 bật lại là 23-24% Thì nó từ năm 2021 Tới năm 2023 Thì nó đều bằng nhau Có nghĩa là chúng ta học được một bài học có nghĩa là trong vòng 2 năm trời vừa qua nếu một người nào mà vì vì một lý do nào đó và vì bất ổn vì vì cái lý do là nó hồi hộp, lo lắng hoặc là uh, mua nhanh bánh bánh nhẹ gì đó thì có thể là đa số chúng ta đều lỗ. Hoặc là có những người mà họ bình tâm bình tĩnh thì họ có mua và giữ mãi trong vòng 2 năm trời vừa qua thì họ cũng trở lại những gì họ lời được của năm 2021. Cái đó là một trong những cái cái mà chúng ta cần phải học và hiểu cái thị trường chứng khoán ngoài kia để cho chúng ta khi chúng ta có một cái cái sự hiểu một cách rõ ràng một cách nhẹ nhàng như thế đó thì có những chuyện gì xảy ra trong vòng ngắn hạn thì chúng ta sẽ đỡ đỡ đưa ra những gọi là những cái quyết định mà nhiều khi vì quán tính vì cảm xúc nó quá nhiều nó chiếm lĩnh mà nó vượt qua cái lý trí của chúng ta và nhiều khi chúng ta có có thể đưa ra những cái sai lầm đó là một trong những thứ mà cái ý mà mình muốn nói đây trong vòng 21 năm 2021 và tới năm 2023 là cái đó là một bài học và cho những người đầu tư giống như mà mỗi người bước vào cái cái sự đầu tư này kia thì chúng ta cũng cũng đó là một bài học để chúng ta nhìn vào học để mà hiểu có nghĩa là trong ngắn hạn có nhiều thứ nó thể thay đổi rất là nhanh chóng nhưng mà trong dài hạn thì đa số nó sẽ đi ngược lại những cái gì mà chúng ta kiếm lợi nhuận được của những năm tháng vừa qua nếu chúng ta để ý đó, VTI VTI là Total Stock Market VTI là cái Total Stock Market giống như là VTSX Có nghĩa là khoảng 4.000 công ty bên Mỹ Thì trong vòng uh, năm 2019 có nghĩa là trước khi vô đại dịch đầu năm cuối năm của năm 2019 Trước khi vô đại dịch thì giá trị của VTI là khoảng là gì là 163 đồng cho cuối năm 2023 có nghĩa là khoảng 4 năm trời sau giá trị của VTI lên là gì là 235 đồng một share có nghĩa là cuối năm 2019 là 163 đồng và cuối năm của năm 2023 là khoảng 235 đồng. Có nghĩa là trong vòng 4 năm trời vừa qua thì VTI có nghĩa là tổng cộng cái giá trị thị trường chứng khoán của nước Mỹ đã tăng trưởng là gì trên dưới 40%. Có nghĩa là tổng cộng trong vòng 4 năm trời vừa qua trước khi vô đại dịch của nó như là cuối năm 2019 và cuối kéo xuống năm 2023 thì tổng thị trường trong vòng 4.000 công ty đổ đồng của nước Mỹ tăng trưởng được khoảng là gì? Từ khoảng 40%. Nếu như vậy thì chúng ta phải hỏi một câu hỏi nữa. Như vậy thì cái giá, cái đồng tiền của nước Mỹ nó mất đi cái sức mua giá trị của nó bao nhiêu trong vòng 4 năm trời vừa qua. Thì bây giờ các bạn nhìn lên màn hình thì rất có mất khoảng giá trị theo chính phủ ra con số là khoảng 19.1% thì mình cứ lấy 4 4 năm trời vừa qua khi lạm phát cộng à, công lại thì nó ra khoảng 19.1%. Nếu chúng ta lấy 40% mà trừ đi 19.1% nghĩa là lợi nhuận của chúng ta trong vòng 4 năm trời vừa qua, cứ nghĩa là trước khi bước vô đại dịch là cuối năm 2019 và cuối năm 2023 lợi nhuận chúng ta kiếm được là gì? Là khoảng 21%. Nếu lấy 21% mà chia ra vòng 4 năm là điền nó ra là khoảng là 5 mấy phần trăm khoảng 5.1 hoặc 5.25. Dạ, yeah, uh, 5.25 đúng vậy khoảng 5.25 phần trăm đó là lợi nhuận chia đổ đồng trong vòng 4 năm trời vừa qua từ lúc đầu đại dịch cho tới lúc này đây của năm 2023 cuối năm 2023 đầu năm 2024 tại sao những con số này là mình lại muốn đưa ra để cho các bạn nhìn và các bạn để ý thì các bạn thấy rõ ràng là sau khi những gì lợi nhuận mà trừ đi những cái gọi là uh, uh, lạm phát thì chúng ta không còn là bao nhiêu cả có nghĩa là đổ đồng thì khoảng được 5 năm phần trăm trong mỗi năm có nghĩa là cộng lại là khoảng 20 phần trong vòng bốn năm trời vừa qua nếu chúng ta mua cái treasury treasury bond á, hoặc là những cái gọi là short term bond của của chính phủ Mỹ thì đổ đồng trong vòng những năm trời vừa qua thì họ cho chúng ta là gì khoảng 5 phần hoặc hơn chút đó một chút xíu nằm trong mấy phần trăm thì mình nghĩ sau khi mà chúng ta cộng lại hết thì có nghĩa là đồng tiền của chúng ta nếu mà mua vô những cái thị trường trái phiếu của chính phủ Mỹ thì có nghĩa là trong vòng 4 năm trời vừa qua chúng ta không tăng trưởng đồng nào nhưng mà chúng ta chỉ có bảo vệ sức mua của đồng tiền đó mà thôi ha một bên là chúng ta đưa vô chứng khoán tổng giá trị chứng khoán để chúng ta lời trong khoảng là gì là khoảng 5% trong vòng 4 năm trời qua mỗi năm là khoảng 5% và nếu chúng ta mua giá trị của uh, Treasury là gì là khoảng là 5% nghĩa là chúng ta vừa đủ sức mua của chúng ta đồng tiền chúng ta vừa đủ bảo vệ nó là trước khi vô đại dịch và sau đại dịch sức mua nó vẫn như choang như nhau có nghĩa là mình có trăm giờ có 120 đồng thì cũng chỉ mua được cái giá trị 100 đồng mùa trước mà thôi cái đó là cái ý trong cái khúc khoảng 1 hai phút vừa qua mình nói để cho các bạn để ý tháng tháng 4 năm 2021 tháng 4 năm 2021 thì lạm phát bắt đầu tăng hơn vì tăng hơn tiền lương tại sao những con số này nó khá quan trọng thì như chúng ta đều biết nếu tiền lương chúng ta tăng cao hơn lạm phát thì dù có lạm phát thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống chúng ta vẫn cảm thấy gì? đầy và đủ nếu tiền lương chúng ta luôn luôn tăng cao hơn lạm phát thì dù cho lạm phát cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta luôn luôn thấy gì đầy và đủ Nghĩa là nếu lạm phát tăng 3%, chúng ta lương tăng phần 5%, lạm phát có dù có tăng 20% mà lương chúng ta tăng 40% thì lúc nào cuộc sống chúng ta cũng thấy đầy và đủ, đúng không? Tại vì nước lên thuyền lên mà nước lên thuyền lên thì nước có lên cái nào mà thuyền nó cứ tăng lên mà nó cũng lên hơn cao hơn nước thì lúc đó thì những người ở trong thuyền sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng mà cho tới năm tháng 4 năm 2021, tháng 4 năm 2021 có nghĩa rằng khoảng 4 năm 2020 Lúc đó chính phủ Mỹ ra những gói cứu trợ. Chính phủ Mỹ ra những gói cứu trợ khoảng tháng 4 năm 2020. Thì thế tháng 4 năm 2021 thì cái lạm phát nó mới gì? Nó mới lòi ra và nó tăng nhanh hơn cái gì đồng lương của người dân. Năm 2021, tháng 4 năm 2021, sau khoảng một năm trời khi lạm phát, à, sau khoảng một năm trời khi lạm phát, à, khi chính phủ đưa đẩy tiền ra thì lúc đó lạm phát nó đã tăng cao hơn cái đình lương người dân và nó kéo dài cho tới gì tháng 3 năm 2023. Nó kéo dài cho tới, tới tháng 3 năm 2023, tức nghĩa là gần 2 năm trời. Đồng tiền lương của người dân nước Mỹ đã tăng không kịp so với lạm phát. Cái đó là cái hậu quả của gì của vấn đề mà in tiền ra quá nhiều hoặc là vấn đề chúng ta ở nhà mà xài tiền quá nhiều hoặc là vấn đề là chúng ta xin quá nhiều mà ỷ lại cái gọi là xã hội, gọi là những cái services có nghĩa là những cái cái quyền lợi của cá nhân của cộng đồng bên ngoài kia mà khi chúng ta đòi hỏi nhiều hơn cái thứ chúng ta cần thiết thì cái cái con dao hai lưỡi này bật ngược lại là cái lạm phát tăng trưởng cao hơn là cái đồng lương của chúng ta thì có nghĩa rằng trong vòng 2 năm trời của năm của năm 2021 kéo dài qua tháng 3 năm 2023 thì đồng lạm phát tăng cao hơn gì trong tiền lương của chúng ta thì khi lạm phát tăng cao hơn tiền lương thì có khác cái nào gì nước dân mà thuyền chìm khi mà nước dân là thuyền chìm là những người ở trong thuyền làm gì chết chết đúng không chết chết đuối sẽ là lỗi lên đó là lý do tại sao đa số người dân nước Mỹ chứ không phải mọi người dân đa số người dân nước Mỹ trong vòng 2 năm trời vừa qua thì ai cũng than là gì là tại sao tôi đi chợ đi búa đi xài tiền mà đồng tiền ngày hôm nay nó không có được giá trị và tại sao chúng tôi xài tiền mà nó khó khăn trở nên trở, trở nên uh, khó khăn hơn cái đồng tiền sức mua của đồng tiền trở nên yếu hơn là bởi vì trong vòng 2 năm trời vừa qua từ năm từ tháng 4 năm 2021 kéo qua tháng 3 của năm 2021 tháng 2 của năm 2023 là lúc đó đồng tiền lạm phát tăng cao hơn tổng lương của chúng ta. Vì thế chúng ta cảm thấy eo hẹp. Và bắt đầu từ tháng 3 năm 2023 tới lúc này đây thì lạm phát bấy đầu mới được kéo xuống, mới được kéo xuống là bắt đầu từ tháng 3 năm 2023 tới lúc này đây thì lạm phát được kéo xuống thì chúng ta thấy gì mức lương chúng ta tăng cao hơn gì cái lạm phát thì khi mức lương tăng cao lạm phát nhưng mà thì mới thì, thì mới được có vài tháng sau trở lại đây mà thôi thì có nghĩa thì cần phải đòi hỏi một thời gian khá dài đi nữa có nghĩa lạm phát cần phải đi xuống và đồng tương cần phải lên cao tới một mức độ nào đó thì chúng ta sẽ cảm thấy gì cân bằng lại cuộc sống thì mình nghĩ cũng phải đòi hỏi cả một năm rưỡi cho tới hai năm nữa thì chúng ta khi ra đó nó xài đồng tiền thì chúng ta mới cảm thấy là cái sự đồng tiền của chúng ta nó có sự cân bằng hơn những năm tháng vừa qua thì, thì khi chúng ta nhìn những con số này thì chúng ta học được những bài học rất là rõ ràng trong cái vấn đề gọi là uh, vấn đề kinh tế nó hiện thực ngoài kia chứ không chúng ta cũng cần phải đọc sách vở không cần phải đọc sách vở hoặc là đi nghe người này nghe kia nhìn vào những con số chúng ta thấy đây là những cái quy luật ở trong đời sống chẳng hạn giống như là trời nắng thì nó nóng chẳng hạn trời mưa và nó ướt chẳng hạn đó là những cái quy luật mà dù ai có muốn nói ngang nói dọc thì nó cũng sẽ xảy ra khi chúng ta in tiền quá nhiều mà chúng ta không production nghĩa là chúng ta không đi làm thì sớm muộn thì cái lạm phát nó sẽ đẩy chúng ta và khi chúng ta siết lại lạm phát và ghi là chúng ta tăng tiền tiền lời lên để siết lại lạm phát thì mọi người sẽ bớt xài lại thì khi mọi người sẽ bớt xài lại thì có đủ thời gian thì đồng lương nó tăng và mọi người bớt xài lại thì tới một mức độ nào đó thì đồng lương và cái lạm phát nó sẽ cân xứng lại thì đời sống chúng ta cứ cảm thấy bớt khó khăn hơn đó là những thứ mà chúng ta vừa thấy trong những năm tháng vừa qua thì bước qua năm 2024 thì cái một cái câu hỏi mà rất nhiều người đang hỏi bên ngoài kia là khi nào Fed bắt đầu giảm tiền lời thì trên màn hình của các bạn là mình để một cái chart cái chart là những cái gọi là cái table thì đúng hơn là những ngày tháng trong năm 2024 ông Jerome Powell và cái cái cabinet của ông ta sẽ họp và đi qua những cái vấn đề về kinh tế và vấn đề thất nghiệp vấn đề người dân như thế nào vấn đề những cái công ty ngoài kia ra sao nợ nần như thế nào những cái gọi là cái cái balance sheet của họ họ giảm bớt được bao nhiêu thì đây là những thứ họ sẽ bàn và qua những cái năm tháng, qua những cái ngày tháng các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đây. Đây là những cái ngày tháng mà có thể trước ngày đó, khi trước cái ngày mà ở của những cái cái tin tức này thì các bạn sẽ thấy chứng khoán có thể đi xuống hoặc có thể đi lên hoặc là sau khi những ngày tháng này thì chứng khoán nó có thể cắm đầu xuống hoặc cắm đầu lên đều bởi những gì đều bởi những cái lời lẽ của ông Jerome Powell hoặc là bởi những lời lẽ của cái Federal Reserve có nghĩa là ngân hàng trung ương nước Mỹ đưa ra trong năm 2024 nhưng mà tới tới đầu năm ở đây có nghĩa là hôm nay mình quay cái clip là khoảng mùng 3 tháng 1 mùng 3 tháng 1 năm 2024 hôm nay là thứ tư Hôm nay thứ tư có giờ thì mới làm được cái clip cho các bạn. Thì mùng 3 tháng 1 năm 2024 thì ngày từ mấy ngày nay thì mọi người chúng ta đều thấy gì chứng khoán đi xuống tại vì họ gì đa số họ ta đã bán để mà chốt lời người Việt dùng Việt Nam hay dùng từ là bán chốt lời đó thì đa số những người nào mà lời khá nhiều năm 2023 thì nhiều khi đầu năm họ bán tại vì họ bán thì họ có cả một năm trời họ có thể nghĩ phương pháp để mà giảm bớt nợ gọi là giảm bớt thuế giảm bớt thuế thì nhiều khi đa số đầu năm họ hay làm vấn đề đó cái thứ hai thì lúc này đây mọi người có thể như có có hơi hơi không còn là tự tin lắm là nghĩ rằng uh, federal reserve sẽ giảm tiền lời sớm mà họ nghĩ có thể refill reserve sẽ giảm trên lời vào khoảng giữa năm nay có nghĩa là khoảng 6 tháng đầu năm nay chúng ta sẽ phải trải qua gì trải qua những cái khó khăn và khi trải qua những cái khó khăn thì những cái revenue của những cái sự lợi nhuận của những công ty ngoài kia có thể thấp hơn những gì mà người ta mong đợi trên cái giá trị của những cái chứng khoán họ đã, đã mua khá cao trong những ngày tháng vừa qua nghĩa là 6 7 tháng vừa qua đa số là con vòng khoảng 16 tuần vừa qua nghĩa là khoảng 3 tháng trời vừa qua thì đa số chứng khoán lên 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 thẳng thì có thể họ không họ không nghĩ rằng cái giá trị nó xứng đáng đồng về đó nữa thì đa số nhiều khi họ bán và giữ lại một mớ tiền nào đó Còn là chốt lời Việt Nam thì hay dùng từ chốt lời à, thì vì họ nghĩ rằng cái khoảng cái tháng giữa tháng giữa năm thì may ra ông Federal Reserve ông có thể bắt đầu giảm tiền lời chẳng hạn và cái thứ hai của năm 2024 là mọi người rất đang để ý là khoảng tháng 3, tháng 4 năm nay thì người Mỹ đa số sẽ biết Ai sẽ là candidate có nghĩa là ai sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa hoặc là đảng Dân Chủ để mà gì để run cho cái president của năm 2024 này. Và cuối năm 2004, đầu năm 2025 có nghĩa là khoảng tháng 1 của năm 2025 bằng là khoảng một năm nữa từ ngày hôm nay thì, thấy, thì chúng ta sẽ thấy một người mới hoặc là có thể là người cũ sẽ đứng lên và lại thề lời nguyện là làm uh, tổng thống cho nước Mỹ trong vòng 4 năm tới. Đó là cái, cái vấn đề thứ hai mà người Mỹ họ rất để ý trong vòng trong năm 2024 này và trong vòng vài tháng tới khoảng tháng 3 tháng 4 trong năm này, có nghĩa là khoảng 1 2 tháng tới là ai sẽ là candidate tức là ai sẽ người đại diện cho Đảng dân chủ hoặc Đảng Cộng hòa, Republican Democrat để ra để gì mà run, để ra để mà làm là tổng thống của nhiệm uh, kỳ tới của năm 2025. Cái thứ ba thế giới chính sự là sao như mọi người đều biết có nghĩa là thế giới Ukraine và Anh Russia thì đã qua bước qua thứ năm thứ hai năm thứ ba về vấn đề chính sự mà vẫn chưa có sự ngả ngũ và năm vừa qua năm 2023 vừa qua cuối năm vừa qua lại có vấn đề chính sự nữa là Anh Israel và Anh Gaza là Anh bên Palestine lại vấn đề chính sự rồi bên châu Á của chúng ta thì có gì Anh Kim Jong Un mấy mấy bữa này cũng đang la lối ung sùng À, cũng đó là một trong những, những vấn đề mà mọi người bên ngoài kia họ cũng đang rất đẩy. Tại vì mỗi lần mà có chiến tranh chiến sự thì mọi thứ nó đều là thay đổi một cách hoàn toàn theo những gì mà mọi người đang phỏng đoán bên ngoài kia. Đó là một trong những thứ mà gọi là uncertainty mà có nghĩa là cái sự bất an mà cái sự mà gọi là không có cảm thấy mà tin tưởng mà có thể đưa ra những cái gọi những cái cái rõ ràng mà con đường hướng mình đi trong vòng 22 năm 2024 á thì làm cho những người đầu tư họ cảm thấy bất an thì khi họ cảm thấy bất an thì nhiều khi họ hay lấy lại một mớ tiền có nghĩa họ bán uh, đi sell xong nếu họ bán một mớ nào đó họ giữ lại một mớ tiền mặt để có chuyện gì xảy ra thì họ có thể sử dụng đồng tiền mặt đó để làm giải quyết cho vấn đề của họ và cái thứ tư là mọi người chúng ta bên ngoài kia đều hiểu là chúng ta cần phải đòi hỏi có một thời gian nhất định ở đó khoảng một năm rưỡi tới hai năm tới để cho đồng tiền lương của chúng ta có thể tăng kịp tăng kịp lại khi bây giờ nó đã tăng cao hơn lạm phát rồi đồng lương lúc này nó đã tăng cao hơn lạm phát nhưng mà để mà bù lỗ lại cho gần hai năm trời mà khi đồng lương chúng ta tăng thấp hơn lạm phát thì đòi hỏi gần cần là gì khoảng một năm rưỡi tới hai năm tới thì đồng lương nó mới bù lỗ lại cho những cái thời gian mà chúng ta lạm phát tăng cao hơn trên lời à, lạm phát tăng cao thì lương cái xin, xin lỗi lạm phát tăng cao nên lương thì cần phải cần tới một năm rưỡi hai năm sau thì khi cái chuyện nó xảy ra thì chúng ta còn phải cũng đòi hỏi cái thời gian thì khi trong khi cho các bạn trong vòng 15 20 phút vừa rồi các bạn nghe mình nói thì đúng này trở lại những quy tắc rất là căn bản của quy tắc của những người đầu tư thứ nhất là gì phải biết tự mình nuôi lấy mình là khi chúng ta tự nuôi mình nuôi lấy mình là chúng ta đã tập được một mớ kiến thức nào đó rồi một mớ cái gọi là uh, cá tính nào đó rồi một mớ cái sự hiểu biết nào đó rồi trong đời sống của chúng ta sau khi chúng ta tự nuôi lấy mình được rồi thì chúng ta biết rồi biết biết để dành rồi sau khi biết tài dành thì chúng ta mới biết có những đồng tiền chúng ta biết đầu tư. Thì khi chúng ta có những đồng tiền chúng ta biết đầu tư chúng ta đều biết nếu chúng ta giữ tiền trong tay thì chúng ta sẽ, gì? sẽ mất bảo đảm 20% trong vòng gì? Trong vòng 4 năm vừa qua đúng không? Tại vì 4 năm vừa qua lạm pháp nước Mỹ, chính phủ Mỹ là khoảng nói là gì? Trong vòng 4 năm vừa qua đất nước Mỹ purchase power là sức mua của đồng tiền đô nước Mỹ Tại Mỹ nó mất đi khoảng là gì? 20% đó là chính phủ nói Còn nó mất hơn bao nhiêu nữa thì đó là tùy của từng cá nhân chúng ta cảm nghiệm bên ngoài kia Nhưng mà nếu chúng ta giữ đồng tiền trong tay mà chúng ta không đầu tư Thì bảo đảm chúng ta đã mất đi 20% Như vậy chúng ta lấy đồng tiền chúng ta để đầu tư Nhưng mà nếu chúng ta đầu tư bậy bạ Đầu tư bậy bạ là gì? Là chúng ta nghe người này nói, ông kia nói, ông youtube này nói, kẻ kia nói Thì đa số chúng ta mất nhiều hơn có khi chúng ta thì a à vua và nghe những người nói trên youtube ngay cả mình cũng vậy thì các bạn cũng nên nghe và chúng và nếu các bạn mà nghe một người này người kia nói thì không sớm thì muộn thì chúng ta sẽ mất tiền gọi tiền mất tật mang ông bà mà hay nói vậy là tiền mất tật mang vì vậy khi chúng ta bước đi bước đó ba vì vậy để đầu tư bất cứ cái gì chúng ta cần phải có sự hiểu biết phải có sự hiểu biết không có được tham lam sự hiểu biết không được tham lam không có hở đâu nghe ông này và cái nói mà mà mua này mua nọ chẳng hạn hoặc là sai này cho nọ chẳng hạn hoặc mua ngắn hạn bán ngắn hạn chẳng hạn đó là tùy tùy theo cá nhân của những người ngoài kia nhưng mà đa số đa số mình nhìn trong cuộc sống của mình trong vòng mấy tuần năm trời vừa qua thì đa số những người mua bán liên tục mua bán liên tục và có không có sự đầu tư một cách điềm đạm điềm tĩnh và biết chia ra cái đồng tiền của mình ở nơi bao nhiêu phần trăm trong chứng khoán bao nhiêu phần trăm trong trái phiếu bao nhiêu phần trăm trong tiền mặt bao nhiêu phần trăm ở emergency fund bao nhiêu phần trăm trong nhà cửa bao nhiêu phần trăm trong đất đai bao nhiêu phần trăm cho uh, commodity của mình có nghĩa là chia ra từng khoản và biết mình đang ở lứa tuổi nào trong đời sống riêng tư và cái tài sản cá nhân của mình thì khi chúng ta đã hiểu được những đó thì may ra khi chúng ta đi đầu tư thì may ra cái sự lợi nhuận của chúng ta nó chết tới với chúng ta phần trăm nhiều hơn là cái sự lỗ lã của bản thân của chúng ta. Đó là hy vọng trong vòng 20 phút vừa qua các bạn nghe những gì mình nói có thể rút ra được những cái bài học căn bản nào đó đã xảy ra, sẽ xảy ra và đang xảy ra trên đất nước Mỹ ngày nay. À, một lần nữa xin cảm ơn các bạn dưới clip Mà như mọi lần ở đâu cũng vậy Chúng ta cần phải đi làm, nuôi sống bản thân mình Nuôi sống với người thân yêu của mình Đóng góp xây dựng một xã hội nơi chúng ta đang sống Và nếu có đầu tư xin đầu tư chứ đừng đầu cơ Một lần nữa xin cảm ơn các bạn dưới clip